Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nhiều hộ dân ở Thanh Hóa bị ngập lụt chia cắt do mưa lũ. Nâng tầm giá trị con cá phi tự nhiên ở Cà Mau. Da quẹt ngã ra đường, hai người bị xe buýt cán thương vong. Truy đuổi gần 5 km theo định vị, bắt đối tượng cướp giật điện thoại. Lớp học tiếng Anh của người cao tuổi ở Hà Nội. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu là thông tin về ảnh hưởng của thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An có nhiều tuyến đường bị sạt lở ngập nước, việc khắc phục mất rất nhiều thời gian. Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông tiếp tục bị sạt lở, gây ách tắc giao thông từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 10, các phương tiện không thể lưu thông. Đến chiều qua đã cơ bản khắc phục xong. Tuy nhiên tại khu vực này tiếp tục có nguy cơ sạt lở nếu mưa lớn lũ quét xảy ra. Còn tại đường vào thác Khe Kèm, mưa lớn lũ quét làm trôi mặt đường tại một số vị trí không thể qua lại. Ngoài ra thì tại nhiều tuyến đường nội xã nội bản khác trên địa bàn huyện cũng trong tình trạng hư hỏng sạt lở nghiêm trọng. Lãnh đạo huyện Con Cuông đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên do lượng đất đá cây cối tràn xuống đường với khối lượng lớn nên công tác khắc phục cần rất nhiều thời gian. Còn tại Thanh Hóa từ ngày 28 tháng 9 đến nay thì trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, có nơi mưa rất to, làm nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng ngập sâu trong nước. Tại nhiều khu vực đã gây ra tình trạng ngập lụt chia cắt và hiện thì chính quyền các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Và trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, việc bố trí một nơi ở an toàn cho người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng là điều hết sức cần thiết. Cũng chính vì lẽ đó mà những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để bố trí di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cá phi là một loại cá tạp, sinh sản tự nhiên rất nhiều ở Cà Mau. Nếu như trước đây cá phi chủ yếu chỉ dùng để làm cá mồi, nuôi các loài cá khác như là cá trình, cá bóng tượng, thì ngày nay cá phi đã được nâng giá trị khi được chế biến thành món chả cá thơm ngon hấp dẫn và bán được giá trên thị trường. Từ lâu, cá phi đối với một số vùng nuôi tôm được xem là phụ phẩm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ở huyện Cái Nước, con cá phi được các chị em phụ nữ tận dụng để làm ra những món chả cá thơm ngon mang lại giá trị kinh tế cao. Để có được những món chả thì cá phi trải qua nhiều công đoạn khéo léo từ tay các chị em phụ nữ ở ấp Cái Hàng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước. Mỗi ngày, 9 chị em trong tổ hợp tác làm chả cá phi tập trung lại, mỗi người mỗi việc. Cá phi đã được các chị chế biến thành những sản phẩm có giá trị hơn 90.000 đồng một ký bán ra thị trường. Trung bình 10 kg cá phi làm được 4 kg chả cá, mỗi người làm chả thu nhập được gần 100.000 đồng mỗi ngày. Đặc biệt, những chị em nào có cá phi của vuông nhà thì có thu nhập cao hơn nhờ tận dụng được nguồn cá phi sẵn có để làm chả. Từ loài cá tạp trong vuông tôm, cá phi đã được các chị em phụ nữ ở huyện Cái Nước nâng lên giá trị mới, mở ra hướng làm kinh tế tại nhà cho rất nhiều chị em phụ nữ nhàn rỗi tại các vùng nông thôn. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Da quẹt ngã ra đường, hai người bị xe buýt cán thương vong. Truy đuổi gần 5 km theo định vị, bắt đối tượng cướp giật điện thoại. Lớp học tiếng Anh của người cao tuổi ở Hà Nội. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy làm hai người thương vong. Chiều qua, hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng từ quốc lộ 22 vào đường Quang Trung. Khi xe đến trước địa chỉ 192 Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn thì giao quẹt với một xe máy chạy cùng chiều. Tai nạn làm hai thanh niên ngã qua làn đường ngược lại. Vừa lúc này, xe buýt chạy đến không xử lý kịp đã làm thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, thanh niên ngồi sau bị thương. Riêng chiếc xe máy có liên quan đã rời khỏi hiện trường. Nhận thông tin, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Một vụ tai nạn giữa xe du lịch và xe tải trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến 5 người bị thương. Đến 8 giờ 20 phút sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc và đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa xe du lịch và xe tải khiến 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm trên, xe tải và xe du lịch lưu thông trên cao tốc theo hướng Lào Cai Nội Bài. Khi đến km 40 và chỉ còn cách nút giao Văn Quán, xã Văn Quán 500 m thì hai phương tiện xảy ra va chạm, làm thùng xe tải bị lật ngang, cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến hai tài xế và 3 người khác ngồi trên xe du lịch bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chuyển sang thông tin về tội phạm cướp giật. Mới đây, khi đang thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã vây bắt thành công đối tượng giật điện thoại sau khi truy đuổi gần 5 km. Vào khoảng 23 giờ 20 phút tối qua, khi đang lập chốt xử phạt nồng độ cồn tại giao lộ đường Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo của người dân về vụ giật điện thoại xảy ra trên địa bàn. Thời điểm trình báo sự việc, điện thoại bị mất vẫn còn định vị. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lần theo định vị. Sau gần 5 km, đã bám theo được hai đối tượng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 50I1-30931. Đến đoạn đường thuộc phường Tư, quận Bình Tân, quận Tân Bình, cảnh sát giao thông đã tiến hành áp sát thành công xe của hai đối tượng. Tuy nhiên, cả hai đối tượng đã bỏ lại xe máy, nhanh chân chạy vào hẻm thoát thân. Lực lượng chức năng đã bắt được một đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Thiện, sinh năm 2002, trú tại huyện Hóc Môn. Tang vật thu giữ là một chiếc điện thoại. Lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 30 năm trốn truy nã, đối tượng Trần Đình Long, sinh năm 1965, quê quán ở xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ. Tháng 2 năm 1992, lợi dụng được xí nghiệp xăng dầu A318 có địa chỉ tại xã Minh Tân, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Hưng, nay thuộc phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, giao trông coi quản lý tài sản. Long cùng với hai nhân viên khác đã có hành vi chiếm đoạt 1.200 lít dầu diesel của xí nghiệp xăng dầu A318. Long cùng hai nhân viên đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau khi bị khởi tố, Long đã bỏ trốn khỏi địa phương cư trú. Ngày 18 tháng 5 năm 1992, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Hưng, nay là tỉnh Hải Dương, ra quyết định truy nã đối với Trần Đình Long. Để tránh bị phát hiện, bắt giữ, xử lý, Long không về quê ở Nghệ An mà lẫn trốn tại nhiều huyện thuộc tỉnh Quảng Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định được đối tượng đang lẫn trốn tại xã Tam Điệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Hưng, tỉnh Hải Dương đã tiến hành bắt giữ đối tượng Long và áp giải về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương để điều tra xử lý theo quy định. Mỗi tuần một buổi, lớp học tiếng Anh trên phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đều đặn đón các học viên đặc biệt. Người lớn tuổi nhất chạm ngưỡng 90, trẻ nhất mấp mé 60. Giữa họ có một điểm chung là tinh thần ham học hỏi, khiến thế hệ trẻ khâm phục. Và cứ thế đã 4 năm trôi qua, lớp học này vẫn bền bỉ đem kiến thức và niềm vui đến cho các cụ già. Gia đình cụ Nguyễn Thị Lộc, 80 tuổi, đã dành căn phòng rộng khoảng 20 m² trên tầng 2 để mở lớp học tiếng Anh. Cụ Lộc cũng vận động chồng là cụ Nguyễn Văn Ánh, 82 tuổi cùng tham gia. Lớp học có tổng cộng 15 học viên gồm 14 nữ, 1 nam. Khi đến lớp, các cụ bà thường diện những bộ áo dài nhiều màu sắc, nói rằng nhớ lại cảm giác ngày trẻ đi học và cũng là cách thể hiện sự tôn trọng giáo viên. Người đứng lớp là cô giáo Phùng Hải Yến, 30 tuổi, vốn là nhân viên văn phòng. Cách đây 4 năm, cô Yến được nhờ dạy hộ một buổi học. Vì có duyên với các cụ nên gắn bó đến bây giờ. Để có kiến thức giảng dạy, cô đi học thêm, cố gắng trau dồi bản thân, giúp các cụ nắm được những kỹ năng căn bản trong giao tiếp tiếng Anh. Những cụ già yếu đi lại khó khăn thường sẽ học trực tuyến. Những cụ khỏe mạnh đều đặn đến lớp mỗi tuần. Lớp học là nơi các học viên được gặp gỡ và giao lưu, học thêm kiến thức mới, từ đó tạo thêm sự gắn kết trong gia đình. Nhiều người nghĩ rằng tuổi già cần nghỉ ngơi an dưỡng, nhưng các cụ trong lớp học tiếng Anh này đã chứng minh một điều, rằng không bao giờ là quá muộn để học hỏi và trau dồi kiến thức. Lớp học tràn ngập tiếng cười suốt 4 năm qua, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những cụ già vui khỏe, sống tích cực. Thêm một lớp học đặc biệt mà chương trình muốn chia sẻ đến quý vị. Điểm trường tiểu học La Dân Cầu tại cụm dân cư số 8, xã Đắk Rồ Măng, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông là điểm hẹn của hàng chục người dân sống rải rác tại các điểm dân cư tự phát trên địa bàn. Nơi đây vượt qua những khó khăn, một lớp học xóa mù chữ được tổ chức để bà con dần làm quen với mặt chữ. Và điều đặc biệt tại lớp học này là mỗi khi đi học thì mỗi học viên sẽ mang theo một chiếc đèn pin đội đầu. Lý do là bởi điểm trường chưa có điện và việc thắp sáng phụ thuộc vào những tấm pin năng lượng mặt trời. Bộ đến điểm trường tại cụm 8 tham gia lớp học xóa mù chữ. Lớp học được mở vào ban đêm vì phần lớn học viên đã lớn tuổi, phải đi làm đồng hoặc làm việc nhà vào ban ngày. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.